Ngày 27 tháng 10, ông PMC, 45 tuổi, bảo vệ ngân hàng Vietinbank trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trộm vừa lấy mất chiếc xe SHI trong ca trực của mình. Theo ông C, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 41 phút ngày 21 tháng 10 khi ông đang vào ca trực. Lúc này, hai thanh niên đi xe máy tới gần cây ATM kế ngân hàng Vietinbank. Ông C tiến tới hỏi chuyện thì một nam thanh niên trả lời là tới rút tiền để phân tán chú ý của người bảo vệ. Chỉ đợi người bảo vệ quay lưng, nam thanh niên tiến tới chiếc SHI bẻ khóa trong vòng vài giây rồi leo lên xe tháo chạy cùng đồng phạm. Chiếc xe SH không khóa cổ, không có biện pháp chống trộm khác. Ngay sau đó, nạn nhân lên công an trình báo. Ông C cho biết mình ở miền Bắc, vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lương 8 triệu đồng một tháng, làm toàn thời gian nên ở lại một mình tại chỗ. Ông C cũng cho biết sáng cùng ngày, phía công ty cũng đã thanh toán đền bù xong cho chủ xe. Giá trị chiếc xe là 100 triệu đồng, ông C phải chi trả 20% tổng số tiền. Phía công an phường Thới An, quận 12 cho biết có nắm bắt vụ việc kể trên, hiện hai bên đã tự thương lượng giải quyết. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.